sweet. Mùa mưa thì nước suối nhiều hơn. Dạ. Còn mùa nắng thì nước suối sẽ cạn hơn. Là bữa cơm của chị Hí cùng với lại 7 người con của mình. Nhưng mà hiện nay thì chỉ còn có 6 bạn thôi. Chị đang nhôm nhén cái đốm lửa lên để bắt đầu một bữa cơm trưa. Có đôi khi thì bữa cơm của chị á là mỗi một ngày á chị ăn chỉ một bữa thôi. Và những ngày mà không có cơm á, khi mà không được sự giúp đỡ của Quý Mạnh Thường Quân á, chị phải ăn với lại bắp. Và thức ăn chủ yếu là từ lá cây, đa số là lá mì nè, hoặc là lá đu đủ. Và ngày hôm nay thì gia đình của chị ăn với lại một lá khác, đó là lá bồ ngót. Còn đây là con của chị. Đứa bé này thì chỉ có hơn 1 tuổi rưỡi thôi. Này là chừa lại ăn hay gì chị? Rồi bây giờ là nấu. Bây giờ là nấu đúng không? Cái này là cái gùi nha cô bác anh chị. Cái ngôi nhà, cái trái bếp nè, cô bác anh chị thấy cái trái bếp nó cũng rất là tạm bợ ha. Rửa thì cũng sơ sài thôi. Mình sẽ quan sát cái bữa cơm của chị coi như thế nào. Không có cái nơi rửa chén gì hết á. Nước này là được xách từ ở suối về. Lâu lâu quá thì được cô chú là Mạnh Thường Quân lên đây thăm thì bữa cơm bắt đầu có khô, có thêm xì dầu, có thêm nước mắm, có thêm cái gia vị nêm nếm thì cái bữa ăn nó sẽ được ngon hơn. Tuy nhiên chị nói là gia đình cũng thường xuyên sống với cái cảnh là thiếu trước hộp sau. Rửa thì chị dám rửa ít thôi chứ không có rửa nhiều nữa. Cái bếp lò được chùm lại từ 3 cục đá. Đó. Chủ yếu là lá cây thôi nha cô bác của chị. Dạ, ăn với lá cây thôi. Không có thịt gì hết chị. Có bao giờ là mình lâu lâu mình ăn với thịt gà không? Làm gì gà nuôi không có anh. Hả? Gà thịt nuôi không có gà. Ở đây là mưa một cái là nước nó tạt vô là nấu cơm rất là khó khăn luôn. Hiểu cái cảnh, cái thao thì nó cũng đã bể rồi. Không. Thì ở đây thì mặt pha có bất lòng nữa. Mặt pha có bùi dạng gặng. Phải là con lâu quá. Nè là con lớn của chị hả? Ừ. À, chào con ha. À, con năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? 17 tuổi rồi đó hả? Mà quần vô cho bé. Chị Hí ơi, nước này là còn có 2 thùng thôi. Rồi bao lâu thì chị mới đi lấy nước một lần? Thì ngày mai múc là chiều múc là. Chiều múc lần nữa. Chị đi lấy ha. Tí xíu nữa chị dẫn em đi lại suối được không? Đi lấy cũng được. Còn bình này chưa có múc nè. À còn bình nữa. Còn một bao luôn. À còn một bao bình chưa có múc nè.
Chị ăn cơm rồi xong đó chị em mình đi ra ngoài suối được không? Hay là đi lấy luôn? Lấy luôn cũng được. Rồi cơm này sao? Chưa nước sôi á, bỏ. À chưa nước sôi bỏ vô ăn cơm trước đi, tí xíu lấy sau ha. Và theo chia sẻ của các anh em á thì nói suối này cách nhà của chị khoảng 1 cây số lội bộ, là có khoảng 1000 mét đó cô bác của chị, mà vừa giác nước mà lội bộ như vậy thì rất là khó khăn. Và chị Hồng Mỹ cũng có gợi ý là nếu như mà có được sự hỗ trợ, mình sẽ kéo cái đường dây từ suối cho đến 14 hộ dân ngay tại chỗ này, để cho các cô chú ở đây á lấy nước đỡ phần nào đó vất vả sống với cái cảnh mà một mình chị phải nuôi các bé rồi phải đi lên núi rồi lấy cái gùi giác những cái chai nước vô nè, bỏ vô đây nè, rồi sau đó mới giờ vô cái cảnh lớn này rất khó khăn luôn. Ở đây là bà con của mình không có ăn cái đường nhiều, chủ yếu là bột mì với lại xôi. Ăn với lá cây không à? Ăn là bột ngọt. Nêm miếng bột ngọt vô. Vậy là một bữa ăn đó. Chị nói mùa mưa á, ăn thì nó còn đỡ hơn là mùa khô. Mùa khô ăn với lá mì không à. Muối, muối. Dạ đây, dạ đây nhỉ. Ôi trời trời trời, bột ngọt nhiều quá. Giờ đi lấy nước hay gì chị? Hay nhắc xuống. Chị nói là củi này là chị phải đi lên núi á, chị chặt á. Chặt nè. Chị dự trữ ở bên kia kìa. Ở cô bác anh chị thấy không? Phải dự trữ vậy á mới có củi để mà nấu. Bố lại dạo ban nè bà dài. À bây giờ chị đi lấy ha. Lấy nước luôn hả? Chắc có lẽ là Bùi Hồ sẽ đồng hành với chị lội đến tận cái con suối để xem cái cách mà chị lấy nước nó cách ở đây bao xa và như thế nào ha. Và bây giờ cái hành trình của Bùi Hồ đồng hành với chị Hí sẽ đi lên suối để xem cái đoạn đường đó bao xa và cái cách của chị lấy nước và quải lên một cái gùi như thế này để cho cô bác của anh chị sẽ hiểu thêm về cuộc sống của người đồng bào Sắc Lây ngay tại huyện Bác Ái của tỉnh Ninh Thuận. Thân hình của chị bé xíu. Và đây là một ngôi làng sống biệt lập, chỉ có 14 hộ gia đình thôi. Cuộc sống của người dân có một cái điểm chung là cực kỳ khó khăn, thiếu thốn cả về miếng ăn và thậm chí cả cái chỗ ngủ của mình nữa cô bác của chị. Xa xa thì cô bác của chị thấy là những cây bắp, cây ngô á, người ta sẽ tỉa để mà trồng để mà vun vén cho cái bữa ăn ở những cái mùa khô, đất cằn cỗi như thế này trồng không được á, thì đó là nguồn dự trữ thức ăn chính ha. Đây là một cái vùng cực kỳ hẻo lánh, cô bác anh chị sẽ không thể nào tưởng tượng được đó. Chào anh. Ở đây chỉ có 14 hộ gia đình thôi. Theo chia sẻ của chị á, thì mình mong muốn làm sao làm một cái đường ống dẫn nước từ trên suối có thể đến những cái ngôi làng như thế này. Đi gì chị thấy mệt không? Mệt chứ. Mệt chứ hả? Có dự định sanh em bé nữa không?
Biết cái gì? Dạ. Nuôi bé đưa nó mệt lắm. Cái nón của chị là được Mạnh Thường Quân tặng, có chữ là A Di Đà Phật á. Nhìn thấy dễ thương ghê á. Đây là một cái ngôi làng này là nằm cặp ở một cái sườn núi và chị lội bộ băng qua một cái cánh rừng. Năm nay là chị chỉ có 37 tuổi nhưng có đến 7 người con. Trải qua hai đời chồng. Chồng trước của chị thì mất rồi, đúng không chị? Ừ. Là do là uống thuốc á. Uống thuốc gì vậy chị? Biết gì đi nhà ở với bà mẹ của nó. À. Đến bố chị rồi. Nghe tiếng suối phải không chị? Ừ. Tiếng suối chảy đúng không? Gần rồi. À. Họ nghe tiếng thác á, đúng không chị? Ừ. Nghe tiếng nước rồi. À. Rất là hẻo lánh nha cô bác chị. Thường là chị chiều với lại sáng đi lấy một lần. Chiều cũng đi lấy hết. Hết giờ nào đi lấy giờ đó. Ừ. Còn tắm thì là xuống suối này tắm luôn hả chị? Ừ. À. Mùa mưa thì nước suối nó cạn hơn. Có bao giờ bị hết nước không chị? Mùa nắng được bơ thì ít nước lắm. Dạ. Lấy nước ở đây hả? Ừ. Ở trên cái ống kia. Ừ. À, ở đây thì theo vườn hồ nghỉ thì nó khoảng 500-700 mét gì đó. Và là tắm suối là tắm ở đây. À. Còn đây là cái dòng nước của chị lấy ở đây. À. Tắm ở dưới này luôn hả chị? Ừ. À, cái này người ta dẫn bằng cái ống tre. Ừ. Mùa mưa thì nước suối nhiều hơn. Dạ. Còn mùa nắng thì nước suối sẽ cạn hơn. Mùa nắng, ông nắng đâu có chạy nữa đâu. Dạ. Khô hết. Ở đây là nếu như mà có những cái ống nhựa như thế này á, là dẫn về làng luôn được, đúng không chị? Ừ, đâu có biết làm đâu. Có những cái ống nhựa như thế này dẫn nước về cho làng. Con gái của chị đúng không? Con gái bên này. À, nhà hàng xóm. Ừ. Cô. Cảm giác anh em sẽ đẹp đi. Cảm giác. Cả anh em. Cảm giác như vậy. Ra nó vụt mẹ. Về đây. À, còn chị ở đây là dùng cái ống này là để giặt rửa, để tắm là trong cái ống này luôn á. Dạ. Ủa sao chị? À, lọc nước cho nó sạch đúng không? Hay ha. À, cái ống này thì nó sẽ dễ bị bám những cái gông như thế này nên chị sẽ lọc nó ra. Còn cái ống bên đây là ống tre, nó sẽ không bấm gông. À, lần đầu tiên thấy bà con người đồng bào của mình á lấy nước suối á, mình mới hiểu được cái cảm giác cực kỳ khó khăn. Cho em rửa mặt cái được không? Ô, mát quá. Này uống được mà.
Nước suối này rất là mát luôn ha. Đây, bà chị ấy đây. Cực kỳ mát luôn mọi người, cô bác anh chị. Đó, nhưng mà theo Bùi Hồ nghĩ ha, mình sẽ cần một cái ống nhựa như bên đây. Rồi sau đó sẽ chạy dài cho đến làng luôn thì khoảng 500-600 mét gì đó. Thì không biết là ống nhựa này bao nhiêu một mét và phải có người làm mới được nữa. Bây giờ trong khi chị vô nước suối thì mình sẽ qua bên kia coi cái ống tre nó dài đến đâu ha. Ây da. Sáng giờ Bùi Hồ với lại mấy anh em là đi ở đây là chưa có ăn uống gì được, chỉ có ăn một cái phần ổn này nhỏ nhỏ là đi luôn. À, cái ống tre dẫn từ Mỹ trên kia luôn kìa. Xa lắm. Xa lắm. Và cô bác quý chị biết không, ngay chỗ cái giữa hai cái ống tre có cái mắt tre á, người ta sẽ đục một cái hình chữ nhật để cho cái, rồi người ta sẽ đục cái rãnh đó để cho nước suối nó chảy xuống. Hay ha. Đó. Bao nhiêu đó để hiểu cái cuộc sống vất vả của bà con, khó khăn của người đồng bào dân tộc Sắc. Nó gây tệ đây. Tí xíu nữa thì mình sẽ tham quan cái bữa cơm luôn. Rồi, bây giờ sau khoảng 5 phút thì chị cũng phải đem nước về thôi. Cái thùng đó. À. Rồi, đi nổi không chị? Đi nổi, đi đi. Ây da. Đá không à? Đem sách phụ một canh cho. Quen, dạ? Quen rồi. Quen rồi, chị nói là chị quen rồi. Nên mình sẽ cho một cách thực tế nhất có thể ha. Tại vì đây là cái công việc hàng ngày của chị cũng như là gia đình của mình. Rất mong rằng những video như thế này á, để cho cô bác với chị hiểu thêm về cuộc sống của cô chú ở đây, chứ không có dàn dựng một cái cách để Bùi Hồ hiểu thêm cái cuộc sống của cô chú ở đây luôn. Đó. Bây giờ thì lại nhà xem cái bữa cơm của chị ha. Thế à, chỗ bù là dưới lụ prong, chỗ dạ là dưới hè. Bà của bạn bỏ. Mình đợi. Cái chỗ này. Lê. Mệt quá. Tháo nón xuống cho khỏe kìa. Bọc ăn đặng á. Chung mình. Chung cứ như mai á. Nay ăn tươi ăn cơm có xì dầu rồi. Ngon rồi. Kìa chung. Giờ đây này. Yêu bé bò bùa này. Hẳn bò nó. Bò bùa luyện. Luyện. Chị có cơm bò trắng với lại bò ở. Dầu luộc thôi. Mên ở bò. Đó là cái cây pha bò. Và ngồi trên một cái miếng dạt như thế này nè. Thương ghê không? Bọc đẹp nhỉ? Bọc đẹp ạ. Bùi Hồ lúc nãy ngồi là phải ngồi đây nè. Sáng giờ mới đi ăn cơm á.
cái này mà đi không cẩn thận là nó sẽ tê hết luôn, đứt cái giò. Bỏ bùi á, bỏ bên cạnh đi. Bọc cái diện để cho bạn được diện nhá, mà họ không bọc đẹp. Con lên ăn đi, không có chỗ ngồi hay sao? Trong mắt cơ. Em dọn em lắm. Mình tính này bị mạng diện rồi. Cho hoa lắm. Mẹ xin chờ. Con gái, lên ngồi ăn luôn đi. Bọc sẽ ai tên này mà. Mẹ xin chờ. Chỉ có xịt nước tương vô thôi. Bột bùa á. Nước tương là cái món gì đó rất là xa xỉ ha. Các bé thích ăn với lại xì dầu lắm hả chị? Bột bùa á. Bạn các bạn. Có một bạn lớn ngại lên hình, ngại lên TV, quay phim. Nóng quá. Nè, bột bùa. Bột bùa nè. Bạn bò bùa luôn luôn. Nhưng không bò sẽ ai rồi. Bò bò bò. Mẹ bị mặt mang đó. Tự hình giờ. Bò bùa nè. Bò bùa nè. Hả? Hả? Thịt đi chèm thêm ăn đâu. Bạn bị trên đội bọc ẩm. Cô bạn thêm ăn cơm nữa. Ăn bánh rồi không ăn cơm nữa. Cơm ăn không hết là để ngày mai ăn hả chị ha? Ăn hết để chiều ăn. Có ăn thêm thì lấy ra một miếng nữa. Mày cho cái đó. Thank you.
bình thường thì ăn cơm trong cái bóng tối vậy á. Bùi Hồ đang quay Bùi Hồ một cái đèn flash. Sở dĩ thì Bùi Hồ chắc có lẽ là sẽ không chia sẻ những cái hình ảnh cái phim này. Nhưng mà nếu như mà không chia sẻ thì cô bác anh chị sẽ không hiểu được cái cuộc sống khó khăn của người đồng bào dân tộc Sắc Lây Sắc Lây như thế này. Như vậy là Bùi Hồ cũng đã chia sẻ xong